thai nhi trên 10 tuần tuổi thì có một lượng ADN thai nhi vào máu mẹ. Các bác sĩ sẽ phân tích ADN tự do của bé trong máu mẹ, xem có bất thường về bộ nhiễm sắc thể hay không. Đây gọi là công nghệ sàng lọc trước sinh không xâm lấn, NIPT. Chị Hồng Anh vừa mang thai được 9 tuần. Sau khi tìm hiểu thông tin, chị quyết định thực hiện NIPT. Không chỉ tốt cho bé, mà mẹ cũng yên tâm hơn. Mình có tìm hiểu thì cái 3 tháng đầu của thai kỳ nó rất là quan trọng và cái tâm lý của người mẹ thì cũng hơi nặng nề. Khi mà trải qua 3 tháng đó thực hiện các xét nghiệm sàng lọc này kia và được cái kết quả ổn thì cái tâm lý của mẹ nó sẽ ổn hơn. Tại vì tâm lý của mẹ nó cũng ảnh hưởng tới bé, thành ra là mình quyết định mình xét nghiệm để mình cảm thấy an tâm hơn cho con mình. Phân tích cái ADN tự do của bé trong máu mẹ đó để người ta xem coi có bất thường về bộ nhiễm sắc thể của bé hay không. Do đó cái độ chính xác của xét nghiệm này tương đối rất là cao, trên 90%. Riêng với bệnh Down thì có thể là 99%. Cái thứ hai nữa, NIPT thì có thể thực hiện rất là sớm, do đó nó cho ra kết quả thì sớm hơn và nó cải thiện cái ưu điểm so với cái double test. Triple test trước đây là nó cái tỷ lệ dương tính giả nó thấp hơn nhiều. Nếu như trước đây, các mẫu xét nghiệm NIPT của thai phụ tại đồng bằng sông Cửu Long phải vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để cho ra kết quả, thì hiện nay đã có các đơn vị y tế uy tín trang bị thiết bị hiện đại để có thể thực hiện được xét nghiệm từ khâu lấy mẫu đến trả kết quả. Thực hiện xét nghiệm NIPT tại chỗ cũng đồng nghĩa giảm đi chi phí cho mẹ bầu, giảm thiểu rủi ro so với trước đây. Hiện tại, tất cả các xét nghiệm của NIPT được triển khai ở tại Bệnh viện Phương Đông và được các hội đồng về vấn đề về di truyền và có hỗ trợ những các thầy cô lớn ở trên Sài Gòn để hỗ trợ vấn đề về chạy kết quả của NIPT, nên cái giá trị của NIPT ở Phương Đông đã tương đương với các xét nghiệm trong trường hợp khác. Trước đó nữa thì chúng ta phải gửi mẫu đi sang nước ngoài để thì khi mình rút máu và mình chuyển vận chuyển mẫu đó, nếu như cái lỗi ở có mẫu có bất thường thì chúng ta phải rút lại và chúng ta phải chuyển ra một lần nữa thì nó sẽ khó khăn hơn, thì làm cho vấn đề của sản phụ nó sẽ nhọc nhằn hơn, khó khăn hơn, và khi mà cái mẫu đó, vấn đề bảo quản mẫu nếu nó không tốt nữa thì kết quả xét nghiệm thì nó không chính xác hơn. Ở đây bệnh viện mình rút máu và thực hiện tại bệnh viện, và những cái quy trình ở bệnh viện thì thường giống như cái kết quả ở các trung tâm khác thì thường người ta trả khoảng 1 tuần đến kết quả, khoảng 7 ngày đến khoảng 2 tuần thì nó sẽ có. Công nghệ hiện đại không chỉ tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra cho thai nhi, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số, mà qua đó giảm đi căng thẳng cho bà mẹ và gia đình khi biết rõ tình trạng sức khỏe của thai nhi. Vẫn có nhiều lầm tưởng về NIPT, ví dụ như một số mẹ bầu cho rằng thực hiện NIPT là sẽ không cần phải chọc ối. Liệu có đúng không? Chuyên gia sẽ giải đáp cho các mẹ bầu ngay sau đây. Nếu như kết quả NIPT nó bất thường thì lúc đó mình sẽ can thiệp, bước tiếp theo là sàng lọc xâm lấn, đó là chọc ối để mình khẳng định trường hợp đó em bé có bất thường vấn đề nhiễm sắc thể hay không. Cho nên khi làm sàng lọc NIPT thì mình giảm cái tỷ lệ chọc ối, nhưng nếu kết quả NIPT bất thường thì lúc đó mình sẽ có một xét nghiệm xâm lấn, đó là chọc ối để mình khẳng định trong trường hợp đó em bé có bất thường hay không. Thưa bác sĩ, với các trường hợp đa thai có lưu ý gì trong việc NIPT không? Trước trường hợp những cái tài liệu trước đó thì tất cả các đồng nghiệp về vấn đề về sản phụ khoa đều rất là e ngại vấn đề khi mình làm NIPT trên song thai. Nhưng sau các hiệp hội sản phụ khoa lớn như ACOG hoặc là những hiệp hội về vấn đề về bào thai đã khẳng định một điều là chúng ta vẫn được sàng lọc NIPT trên song thai. Nhưng khi trong trường hợp khi mình sàng lọc NIPT song thai thì cái giá trị sàng lọc NIPT nó không cao so với đơn thai, nhưng so với double test và triple test thì nó vẫn đạt giá trị cao nhất tới thời điểm hiện tại. Và sản phụ phải hiểu rõ hơn trong những trường hợp khi mình sàng lọc NIPT trên song thai, nếu như có bất thường trong trường hợp trên song thai thì lúc đó mình sẽ, nếu có can thiệp thì can thiệp trên cả hai thai, chứ mình không xác định được cái thai nào nó có bất thường.